Nhà bà còn mướp, để cho con ít mướp bà ơi. Đây, cho xuống mà cắt. Vâng. Cắt của nó tao phải cắt. Vâng. Để cho con ít nhá. Ừ, cắt đi. Năm ngoái nó cần độc xếp hàng ấy. Ê, mình đến bẩn chặt qua bị giãn lại cái cây này. Kín hết giãn. Em vui bạn. Đấy, bà hay nói lắm, mà ông nói to. Cái này xài thế bà nhỉ, mấy quả. Ừ, con cái này nhỉ, ôi giời, những lần lên thì nhìn thì mới sợ chứ nó. Ở da nó rỗng nhìn nó sợ lắm. Rồi. Đây là mới lên mấy năm nay là không có quả. Nay là sai rồi bà. Rồi. Năm nay không có. Nhưng năm bà cái cắt một rỗng này là được chục cân. Rồi. Đi thẳng một rỗng thôi, không cần đi hai đâu. Năm nay nó không có. Đây này, mấy quả liền đây này. Ô, cái bướng này. Đây cái ủi này chắc là không hết đâu. Bà sang dụng này bà cắt nhá. Đây cái quàng cắt cây này này. Đấy. Cái này mà bộ này tối nay cắt, tháng nay cắt thì mình sẽ toàn.
Nhà bà Luyến cái cây này sai chứ? Bà Luyến nó sung này sai chứ? Cây sung ở nhà hàng Đông sai chứ? Dạ, cây sung này sai chứ? Chưa. Đấy, cây đấy vào một quay. Mà mang ra cho mỗi người 10 cân, 20 cân thế này không? Mướp đắng mới bầu. Vâng. À, bầu mới mướp hơn. Năm mạng thế, năm ngoái cần cắt ngày mới chiến tí rồi thế, biết sai chứ? Đấy, em bật. Ừ, mà cho em một cân lắm. Cái này nếu con quả tam may được 30 cân, hôm qua 20 cân may được 30 cân, được 21 cân nước. Hai mốt cân nước luôn. Đấy, hôm qua anh cắt. Cho phép đây, bỏ mấy một chỗ mấy là kìm này bắt ăn dữ, thầy lại giám sát bắt ăn dữ nước này kia. Cái ăn ở đâu bò cái này để ta thêm một con cọp một chút này như thế đi. Rồng đi mờ xong mà bán. Năm nay nữa không có thẻ đâu mà đỡ thì mua giống. Nó chi thì đi học không chơi nữa. Thank you.
5.000 thì nó còn con dễ nghe. 5.000 thì dễ nghe. Ôi, hôm qua thấy nó bán 8.000, 10.000 rồi. Giờ nó còn cái dài. Mua 5.000 cái sản, mua 5.000 lắm. Đông ra 5.000 ở bà. 10.000 à. Thank you.
6 quả trứng, ban được 3 quả trứng, ăn cũng 3 quả đi. Tài ra lại bé. Thích cái bán chả thích lắm không quả bé. Thank you.
Thank you.
Thank you.